tật, sự thật mất lòng. Vế thứ nhất của câu thành ngữ này dường như sinh ra để nói về quả mướp đắng vậy. Dù có giao diện sushi, vị thì đắng hãi hùng, nhưng thứ quả này lại nổi tiếng là món ăn gây nghiện và một vị thuốc dân gian mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vế thứ hai thì sai 100% với video hôm nay rồi. Vì biết năm sự thật về quả mướp đắng và cách dùng thì không những không mất lòng mà có khi còn mang được cả người yêu về ra mắt cha mẹ chứ. Hãy cùng bác sĩ Nguyễn Thùy Trang, Trung tâm Y học cổ truyền Vinmec South Phương Đông khám phá những sự thật ẩn chứa bên trong quả mướp đắng nhé. Sự thật thứ nhất, mướp đắng cũng chia cấp độ đắng khác nhau. Nếu mì cay có đến 7 cấp độ thì mướp đắng cũng tương tự vậy, và chúng ta có thể biết quả mướp đắng ít hay đắng nhiều dựa vào những đặc điểm về ngoại hình. Thông thường, những quả mướp ít đắng hơn thường có một trong những đặc điểm như sau: đã già, màu ngà vàng, có đầu to, ít nốt sần, vân dài, thẳng và rộng. Ngược lại, những quả mướp non, màu xanh đậm, đầu thon nhọn mảnh mai, nhiều nốt sần, xù xì, vân nhỏ, ngắn và dày đặc thì thường có độ đắng mạnh hơn. Tùy mức độ thích đắng mà bạn chọn quả phù hợp nhé. Sự thật thứ hai, ăn mướp đắng sống cực ngon, mách bạn cách chưa từng biết. Mướp đắng ra quả quanh năm, giá cũng khá rẻ, mua về bảo quản tủ lạnh có thể để được cả tuần. Dù có vị đắng khó nuốt không lẫn vào đâu, cũng như diếp cá tanh đặc trưng, nhưng một khi bạn đã biết ăn những rau quả này thì rất dễ nghiện. Mướp đắng xào trứng, mướp đắng nhồi thịt, mướp đắng xào thịt bò hay nộm mướp đắng chua ngọt là món ăn yêu thích của rất nhiều người, cả phụ nữ và nam giới, nhất là các bậc trung niên và người già. Nhiều người còn mê mướp đắng sống với câu nói rất thú vị: phải ăn được khổ qua thì mới qua được khổ, tận hưởng được niềm vui. Đúng vậy, mướp đắng có thể ăn sống và chẳng đắng một tẹo nào nếu bạn cắt nó thành từng miếng nhỏ, ngâm nước đá, sau đó chấm với các loại mắm như mắm ruốc, mắm tôm, mắm tép và ăn kèm cùng ruốc, chà bông. Hay đơn giản hơn nữa, dùng cây nạo nạo thành từng lát mỏng, trộn với muối vừng. Mình đã từng ăn và thực sự nghiện đó nha. Có vị ngăm đắng mướp, vị bùi của lạc vừng đậm đà hòa quyện, ngon đến miếng cuối cùng. Bạn hãy thử đi nhé. Sự thật thứ ba, mướp đắng bổ dưỡng hơn chúng ta nghĩ. Y học cổ truyền gọi mướp đắng là khổ qua và coi đây là vị thuốc đông y thông dụng. Mướp đắng có tính hàn, mát nên có tác dụng thanh nhiệt giải độc, mát gan, trị rôm sẩy, đặc biệt có tác dụng thần kỳ trong công cuộc làm đẹp của chị em phụ nữ. Thế nhưng không dừng ở đấy, những nghiên cứu sâu hơn cho thấy mướp đắng có nhiều dinh dưỡng hơn chúng ta nghĩ đằng sau vẻ ngoài sần sùi ấy. Nó chứa lượng lớn các chất cần thiết cho cơ thể như chất xơ, canxi, kali, phốt pho, các nhóm vitamin B gồm vitamin B9, B3, B5, B6, B2, B1. Đặc biệt, vitamin C trong mướp đắng rất cao, nên ăn mướp không chỉ bổ dưỡng mà còn mát và đẹp nữa nha. Sự thật thứ tư, mướp đắng khô có tác dụng tương tự mướp đắng tươi. Nếu bạn đi du học, công tác xa, không có điều kiện dùng mướp đắng tươi thì đừng lo, hãy mang theo mướp đắng khô, vẫn giữ nguyên được dưỡng chất và các công dụng như sau. Các hợp chất glycosid không những hạ mỡ máu mà còn có tác dụng hạ đường huyết, là loại thực phẩm phù hợp cho những người có nền bệnh mỡ máu cao hoặc tiểu đường. Bên cạnh đấy, mướp đắng giúp giảm xơ gan, viêm gan, táo bón, tăng khả năng miễn dịch. Với chị em, mướp đắng là bài thuốc quý nhờ tác dụng sáng da và hữu ích trong việc điều trị mụn trứng cá, bệnh vẩy nến và bệnh chàm. Tương tự các loại thực vật khác, mướp đắng cực kỳ ít calo và có thể tạo cảm giác no lâu hơn, nên có thể trở thành thực phẩm giảm cân hiệu quả. Sự thật thứ năm, không phải ai cũng dùng được mướp đắng. Để dùng mướp đắng tốt thì bạn nên biết điều này. Bởi dù giàu dinh dưỡng, nhưng phụ nữ trong thời kỳ mang thai và cho con bú không nên dùng vì có thể dẫn tới một số rủi ro không mong muốn. Các thành phần kiềm như nhựa, quinin, glycosid saponin và morodicin có trong mướp đắng là chất phát tán độc tính, có thể dẫn đến đau dạ dày, buồn nôn và mờ mắt, nôn mửa, mẩn đỏ trên mặt, tiêu chảy, tiết nhiều nước bọt và yếu cơ ở phụ nữ mang thai. Bên cạnh đấy, hạt mướp đắng có chứa chất vi sinh khiến người có cơ địa nhạy cảm dễ bị kích ứng. Các chất arins màu đỏ được tìm thấy trong hạt khi chín là chất độc đối với trẻ em. Thậm chí, mướp đắng còn có thể gây co bóp tử cung, dẫn đến chuyển dạ sinh non hay sảy thai ở phụ nữ mang thai. Vì vậy, cần thận trọng khi sử dụng. Câu chuyện về quả mướp đắng thật là thú vị và chứa cả vị ngọt, đúng không bạn? Điều đó lại một lần nữa chứng minh, không phải những gì đắng cay đều đáng ghét. Đừng bỏ qua loại rau, vị thuốc tuyệt vời này nhé! Nhớ ấn like video và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo từ Vinmec nhé! Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.